ảnh Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự khởi sắc liên tục khi ra mắt hàng loạt các bộ phim truyền hình ấn tượng, có doanh thu khủng. Trong đó phải kể đến những bộ phim remake từ bản Hàn Quốc đã thu hút một lượng lớn khán giả mà là nhỏ. Hãy cùng một lúc giải trí điểm qua top 6 bộ phim Việt remake thành công nhất trong video này nhé. 1. Bộ phim Việt remake thành công nhất, Hương vị tình thân. My Old Liu Won 2021. Hương vị tình thân là bộ phim Việt remake từ dự án phim Hàn Quốc My Old Liu Won năm 2018. My Old Liu Won xoay quanh chủ đề chính về gia đình với chiều hướng lấy câu chuyện tình cảm lứa đôi để nói lên sự bất công trong tầng lớp, giai cấp xã hội. Đây là một chủ đề không còn xa lạ trong những bộ phim Hàn Quốc. Với một đề tài quen thuộc, cũ kỹ như vậy, để có thể chinh phục và níu kéo khán giả, đòi hỏi Hương vị tình thân phải xây dựng một tình tiết thật là kịch tính, khó lường. Và bộ phim Việt remake này đã thành công đạt được điều đó. Ngay sau khi phát sóng, thì Hương vị tình thân đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt nhờ những câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp về tình thân nhưng cũng không kém phần kịch tính. Ngoài kịch bản, sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như nghệ sĩ nhân dân Công Lý, Phương Oanh, Mạnh Trường cũng góp phần tạo nên sự thành công cho tác phẩm này. Hiện nay thì Hương vị tình thân đã có phần thứ hai được chiếu trên kênh VTV1 vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Các bạn hãy nhớ đón xem nhé. 2. Bộ phim Việt remake Cây táo nở hoa, What's Wrong Ung Sang 2021. Nhắc đến top những bộ phim Việt remake thành công nhất thì không thể bỏ qua cái tên Cây táo nở hoa. Đây là bộ phim truyền hình cực kỳ hot trong thời gian vừa rồi. Được chuyển thể từ bộ phim Hàn Quốc, What's Wrong Ung Sang của Hàn Quốc. Cây táo nở hoa thì xoay quanh những tấn bi kịch của cuộc đời anh Ngọc cùng tình cảm anh em trong gia đình. Và giữ nguyên kịch bản gốc, nhưng cây táo nở hoa lại đi theo hướng phát triển mới mẻ hơn. Đậm bản sắc Việt với hàng loạt tình tiết hấp dẫn, đặc biệt sự xuất hiện của dàn diễn viên gạo cội như là Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Thúy Ngân là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên dấu ấn cho bộ phim Việt remake này. 3. Bộ phim Việt remake thành công nhất, Gạo nếp gạo tẻ, Gia tộc họ Wang năm 2018. Là bộ phim Việt được remake từ kịch bản gốc Gia tộc họ Wang nổi tiếng của Hàn Quốc. Gạo nếp gạo tẻ trở thành bộ phim truyền hình thu hút khán giả nhiều nhất màn ảnh nhỏ trong năm 2018. Khai thác chủ đề về gia đình, Gạo nếp gạo tẻ xoay quanh câu chuyện về những mối quan hệ nhiều rắc rối như mẹ vợ, con rể, mẹ chồng, nàng dâu cho đến chị em ruột. Không chỉ gây ấn tượng bởi tình tiết phim kịch tính, gay cấn, mà bộ phim Việt remake này còn thu hút khán giả bởi diễn xuất của dàn diễn viên nhiều kinh nghiệm như là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Mai Huỳnh, Minh Đức, Trung Dũng, Thúy Ngân. Đặc biệt, vai Hân do Thúy Ngân đảm nhận đã gây ức chế cho rất nhiều người xem, đồng thời cũng giúp cô bước sang một trang mới trên hành trình diễn xuất của mình. 4. Bộ phim Việt remake không thể bỏ qua, series Gia đình là số 1, Hai Kích 2019. Không thể thiếu trong danh sách top phim Việt remake thành công nhất là series Gia đình là số 1. Bộ phim này được làm lại từ sitcom đình đám Hai Kích của Hàn Quốc. Gia đình là số 1 phiên bản Việt không khác nhiều so với bản gốc. Phim kể về câu chuyện về một gia đình có 3 thế hệ và những tình huống dở khóc dở cười. Với những diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Việt Anh, Tiến Luật, Thu Trang, Quang Tuấn, thì Gia đình là số 1 còn có những gương mặt mới như là Thiên Nga, Dinh Tuấn Kiệt, Anh Tú hay là Diệu Nhi. Bộ phim Việt remake Gia đình là số 1 được đánh giá là khá thành công khi bỏ đi một số chi tiết ở phiên bản Hàn để phù hợp với văn hóa của người Việt. Sau nhiều khán giả vẫn cảm thấy tiếc nuối một số chi tiết thú vị ở bản Hàn. 5. Bộ phim Việt remake Ngôi nhà hạnh phúc, Full House năm 2009. Ngôi nhà hạnh phúc là bộ phim Việt remake từ dự án phim Full House đình đám của Hàn Quốc năm 2004. Dựa trên kịch bản gốc, Ngôi nhà hạnh phúc kể về chuyện tình lãng mạn của một cô gái mồ côi với nam diễn viên nổi tiếng. Để lấy được căn nhà do bố mình thiết kế, thì cô đã ký hợp đồng hôn nhân và làm giúp việc cho anh. Cũng từ đây mà hai người dần nảy sinh tình cảm. Mặc dù bộ phim Việt remake Ngôi nhà hạnh phúc nhận về nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của dàn cast chính, nhưng bộ phim vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả với sự góp mặt của hai diễn viên thần tượng nổi tiếng lúc bấy giờ là Lương Mạnh Hải và Minh Hằng. 6. Bộ phim Việt remake thành công nhất, Mùi ngò gai, phim hợp tác Hàn-Việt năm 2006. Mùi ngò gai là bộ phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thu hút khán giả màn ảnh nhất vào năm 2006. Đây là bộ phim Việt remake đầu tiên có kịch bản được Việt hóa từ kịch bản của Hàn Quốc. Mùi ngò gai đã khiến không ít người xem cảm động bởi nội dung phim gần gũi, kể về cuộc đời đầy đau khổ của Vi với cuộc hành trình đi tìm cha ruột của mình. Mặc dù là bộ phim Việt remake của Hàn Quốc, nhưng mà Mùi ngò gai vẫn tạo ra đặc trưng riêng phù hợp với cảnh Việt Nam, nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Trong đó phải kể đến hình ảnh món phở Việt đã được đưa vào xuyên suốt bộ phim này.
Ngoài ra, Mùi Ngò Gai còn quy tụ dàn diễn viên thực lực nhất thời điểm bấy giờ như là Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lương Thế Thanh. Từ đó góp phần tạo nên sự thành công không nhỏ cho bộ phim Việt remake này. Trên đây là top 6 bộ phim Việt remake thành công nhất được rất nhiều khán giả ưa chuộng. Các bạn cảm thấy ấn tượng với bộ phim nào nhất trong danh sách này? Hãy chia sẻ ngay với blog giải trí trong phần bình luận ở bên dưới bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.